sắp tới sẽ có ba giáo hoàng. Đức Francisco nói với các giám mục ý, nếu phải mổ gây mê toàn thân thì ngài thà tự chức. Sự việc Đức Francisco ngồi xe lăn trong hầu hết các lần xuất hiện trước công chúng và trong các buổi tiếp kiến chung đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Ngài bị đau đầu gối, ngài chích chất nhờn vào đầu gối để đỡ đau và để chân nghỉ ngơi hoàn toàn, nhưng không bớt. Những vấn đề trên đầu gối theo các nhà báo, khi Ngài gặp các giám mục Ý trong lần hợp khoáng đại ở Roma ngày thứ ba 24 tháng 5, Ngài cũng đã nói về tình trạng của mình. Như nhà báo Santro Magister viết trên blog của ông Lespresso, Ngài không muốn có hậu quả tương tự như lần mổ ruột gây mê toàn thân tháng 7 năm 2021. Ngài nói, trước khi mổ tôi có xu hướng cự lại vì những vấn đề trên đầu do việc gây mê toàn thân gây ra lời tuyên bố này chưa được xác nhận nhưng truyền thông vatican cũng không phủ nhận và trang mạng insismo đã lan rộng thật ra giáo hoàng không phải không muốn mổ chân vì chứng viêm khớp ở đầu gối và hông của ngài theo các nhà báo argentina ngài đã mổ khi còn ở argentina nhưng các bác sĩ cho biết ngài chỉ có thể mổ với gây mê toàn thân 11 bản tin y tế sau lần ngày mổ ruột năm ngoái ở bệnh viện Germain Lee không nói đến những vấn đề trong đầu nhưng rất có thể các thuốc giảm đau mạnh trong giai đoạn hậu giải phẫu đã làm cho ngài đau nhiều. Một giáo hoàng tại nhiệm, hai giáo hoàng hưu. Theo đó, ngài thà tư chức hơn là chịu giải phẫu với gây mê toàn thân. Vì thế, vấn đề này Đặt câu hỏi cho các chuyến tông du của Ngài đã được Vatican thông báo năm nay, Nam Sudan, Congo và Canada vào tháng 7. Ngoài ra, việc Đức Benedicto XVI từ nhiệm cũng được đưa ra. Nếu Đức Francisco phải từ nhiệm và nhường chỗ cho người kế bị, giáo hội sẽ đối diện với một tình huống hoàn toàn khác thường khi có ba giáo hoàng, một tài chức và hai nghỉ hưu.